Thì tuần vừa rồi như bạn Dương chia sẻ thì em có cùng làm việc với bạn để quay cái ghế xanh viết kịch bản về làm. Thì đây cũng là một trải nghiệm mới và khá là thú vị. Thì khi nào video đăng lên YouTube thì mọi người theo dõi và tương tác ha. Một việc nữa của em đó là em trong cái quá trình làm việc thì em nhận thấy là một số bạn thường hay sai những lỗi cơ bản như là viết mail báo cáo này hay là các khâu check thông tin để bị miss á. Thì em nghĩ là nó có vấn đề ở cái khâu mà lúc training từ lúc mới đầu là mấy bạn mới vô được training không kỹ á, thì em biết là em biết một cái quy trình mới về về hướng dẫn cụ thể từng chỗ từng một cho các bạn và có mọi người của ban nhân sự cùng xem cùng đóng góp thêm ý để hoàn thiện để mọi người có thể quan sát và làm nó một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra thì một việc nữa đó là hôm nay hôm qua thì em với Dương thức tới khuya để chạy cho xong cái trò chơi hôm nay để tí nữa mọi người có thể tham gia một cách vui vẻ và trọn vẹn. Thì một số khó khăn trong tuần của em đó là khối lượng công việc nhiều thì làm em cũng có một chút áp lực. Mục tiêu tuần tới thì em sẽ cố gắng phối hợp với lại nhân sự để hoàn thành được các mục tiêu của ban nhân sự để đề ra. Dạ, em xin hết ạ.